Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm tại Bà Rịa Vũng Tàu, chiều hôm nay, đoàn cán bộ thủy thủ tàu cảnh sát biển Indonesia đã đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Cùng dự có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành. Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bày tỏ niềm vinh hạnh khi tiếp đoàn cảnh sát biển Indonesia đến thăm Bà Rịa Vũng Tàu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, chuyến thăm của đoàn có ý nghĩa rất đặc biệt, góp phần khẳng định, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Indonesia. Thời gian qua, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn quan tâm, chú trọng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan và ngư dân nghiêm chỉnh chấp hành việc thực thi pháp luật trên biển và thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với các lực lượng chức năng của Indonesia để kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chỉ huy tàu cảnh sát biển Indonesia bày tỏ mong muốn chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa cảnh sát biển Indonesia với cảnh sát biển Việt Nam.